Trận của Hoàng Mã Sư Hùng. Cái lồn gì đấy? Hàng thì đấy. Hàng ra mình phải phạt rồi đấy. Mình phải tạt nước vào trước mặt này. Không tạt nước vào trước mặt này. Trước mặt là không có rửa thì đấy. Hai con trước mặt thì đây nó không đặt trước. Trước mặt ăn không nhảy. Chị cứ dành để ghê thật. Trông rửa. Quay ông ơi. Hôm sau đéo ra ngoài thi đấu được nữa đó. Quay đi ra chỗ này thì ai mua ta bây giờ. Còn mày à, táng bỏ mày à. Tao phải táng chết. Táng bỏ mày à đi. Táng bỏ mày à đi. Thế này mà không giết được người thì bỏ mày. Đâu biết đánh thắng đâu mà. Ông này cứ bình tĩnh, đéo cái đánh tàn này đâu mà. 2 3 Kệ con mẹ đó. 4 5 Đi biểu diễn thế thì thắng thế đéo được. À mày ngủ quá, một lúc tao thiếu bao thằng thì còn mạnh. Kiểu tay anh không nhanh này à? 6 Trời ơi, nhìn quá. Xem nữa. Đâu nữa, 7 8 Cái này có đủ vấn đề xảy ra nữa chứ. 9 10 11 12 mà còn đấy. Đâu, nhớ biết được. Để ngoài. 13 14 15 16 Hay quá chứ thôi anh ơi. 18 19 Đi đâu mà phải vội, mẹ đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội, mồm cặn chặn nó nhở, đi đâu mà phải vội
Hết thì 30 giây khó. Rồi moi tướng ra ngoài thì mà chết. Tướng đây moi. Không có quyền đéo đâu mà. Hết. Thì đó. Hết tượng rồi, còn đối sĩ không thì đấy là cứu. Đi thế đó. Để anh chắc thắng chứ không phải để dễ. Thế hiểu không? Để anh chắc thắng chứ không phải để dễ thắng. Chắc thắng ở chỗ là nếu mà người đi chơi chắc thắng thì thắng. Nhưng mà thế là ở chỗ là sao một người cờ bình thường thì chắc cũng. Thế thì nhất được trong cái thế cái loại đấy là pháo tốt. Pháo tốt thì là hình mà là chắc chắn chắc chắn luôn nhưng mà thực ra là rất là hình ngược lại mã tốt thì lại là hình nào hình đấy là hình nhưng mà lại có hoàn trên trong thực tế mã tốt thì là thì lại dễ thắng hơn nữa đánh ở ngoài thì dễ thắng hơn dễ ăn tiền hơn là cái kiểu pháo tốt.
Thế nó mới khắm. À tôi biết đỡ chứ không phải. Chứ à? Đâu biết được, đừng hỏi, khó trả lời bảo mẹ ăn được. Chúng ta không thời gian đúng không? Yêu ơi, có thời gian thì đi giải trình cho anh, rồi đi lúc nào cũng về. Nghe bảo mẹ ăn được. Ừ, nhờ. Ăn pháo xa kìa. Ừ, nhờ. Ăn pháo xa. Có chân này, đáng lẽ từ lúc nãy đang nằm đây này là bay mãi đây luôn này. Đúng rồi, đúng rồi. Giết mặt tôi. Anh đánh cờ người cao cao như một kết thế nhưng mà à, anh kết là bạn nhỉ? Okay. Mày cao anh nữa không anh? Em đâu không? Cao anh một kết hôm nay ra còn. À bên trên như này. Có cái gì đánh được bên trên như này. Hai đứa anh một bên, mình em bên, em hai trên một dưới. Chọn một chiếc. 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 Chọn một không có đối gì phải không? Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Chơi một tí cho vui. Không qua. Không. Không có bông nhồn. Chơi đi. Không. Không còn yêu em nữa. Em. Sợ quá nhỉ? Tao dán luôn đi. Chết rồi thôi. Chết rồi thôi. Tao dán chưa? Đi đi này. Chết được mấy giờ chưa bao giờ dán. Hải chi hôm ấy đừng mướt, hải chi hôm ấy đừng đưa em ra đồng. Đàn ông lên. Thế rồi thôi. Đâu? Ai nhỉ? Trên giường này thì ăn đỡ được. Ta trên một dưới nhá. Bây giờ ra đội nhà em cứ đội như này thì anh em đánh theo này. Em mà thắng được thì em không chơi với anh. Anh mà thắng thì anh chơi với em. Đúng chưa? Thì nhá. Ờ. Đấy. May ra thì còn anh có tiền. Thế bảo là chơi mẹ cái độ mà nếu mà em thắng thì anh ăn được nửa tiền, nếu em thua em ăn anh ăn được hết tiền đấy. Chơi nó khấn cởi không ạ? Anh có đôi ạ? Thôi, anh chiếu. Quá đáng quá. Quá đáng quá không ạ? Cô chiếu quá. Sao rồi? Thua rồi à?
Chú thường thắng ngay từ lúc đá phó rồi. Đây khỏi một cái đánh nhau này. Mày ám thắng lên thắng rồi mà. Em chọc chiến thường. Cái gì? Chạy pháo đây, chạy phải nhớ luôn chạy pháo đây. Chạy pháo đây, anh bắt buộc lên chứ. Chạy pháo đây, chạy pháo đây rồi. Nhanh chạy pháo đây mà. Lạc lâu. Cho thêm một phút nữa. Cho thêm một phút nữa. Có một phút thôi. Một phút thôi. Bốn cái, năm cái đó. Một phút, năm phút. Đi đâu đi. Thế bây giờ Bách Khoa chấp một cái cái trước đi nào. Bách Khoa này hơi giờ 6 phút 5 phút. Được chưa? Tiếp tục thật mang cho chị. Bộ cảm thấy là lạ lắm rồi. Nếu chơi một cái chơi một tí đi. Được. Tại khi bên anh về. Là tổ đầu ra. Tổ đầu ra phát chất ngang. Những người tổ đầu ra phát chất ngang. Những người đi tổ đầu ra phát chất ngang. Những người pháo rác là phải đánh rồi. Rác thì rửa thì đây. Bây giờ mình nhận ra là anh Trung đánh cờ ghê. Nhưng mà tại sao lại ít cầu tiền? Rác rửa thì đây. Tại sao anh ấy lại thua? Rác rửa thì đây. À dạ, một xe à? Rác phát đấy. Rác à? Cho mình ra. Mình ra rác đi xe nào. Rác đi xe nào. Đớt luôn nhỉ. Rác đi xe nào. Rác đi xe nào mình ra. Đấy lộn luôn. Đánh vẫn trời quá thuyết phục. Mẹ Hoàng ơi, mặt mặt ơi. Đấy đi. Sao? Mặt tay gái nghỉ thế. Ờ, nghỉ thế. Phải là mình quát tên nhau nha. Đúng rồi, đứa nào để quay.